Nam Em gọi vương miện hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long là vòng kim cô, muốn được tước danh hiệu nhanh. Ồn ào giữa Nam Em và ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của netizen Việt. Nam Em cho biết bản thân muốn trả vương miện lắm rồi nhưng không ai chịu lấy. Sau khi nhận mức phạt 37,5 triệu đồng từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vì ồn ào livestream vừa qua, Nam Em đã tiếp tục lên sóng. Đặc biệt lần này Nam Em cũng đã mở khóa phần bình luận dưới livestream. Ngay khi Nam Em mở bình luận, cư dân mạng đã lập tức tràn vào. Bên cạnh việc để lại bình luận nhắc tới số tiền phạt, nhiều cư dân mạng còn cảnh báo Nam Em về việc cẩn thận không bị tước nốt vương miện hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trước lời cảnh báo của cư dân mạng, Nam Em tỏ ra hết sức bình thản. Người đẹp Tiền Giang còn bày tỏ hy vọng bản thân sớm bị tước vương miện, tước hộ, tước nhanh, tước lẹ. Tôi nói, đổi cái vương miện đó 8 năm trời, muốn trả dữ lắm mà không ai chịu lấy lại. Bây giờ có cơ hội thì lấy dùm, lấy hộ, lấy lẹ. Quá trời nặng đầu như cái vòng kim cô vậy, ràng buộc quá, mệt. Qua lấy lẹ, cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kìa. Ai qua lấy lẹ, lấy dùm, lấy nhanh, lấy sớm, lấy đi nhanh dùm, không có nhu cầu. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 2, ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đưa thông cáo báo chí cho biết ngưng hợp tác với Nam Em. Nguyên nhân được đưa ra là do ban tổ chức nhận thấy Nam Em không phù hợp với hình ảnh này nên quyết định không để người đẹp tiếp tục hợp tác, đồng hành với cuộc thi. Trong khi đó, phía Nam Em thì lại tố ngược ban tổ chức cuộc thi chưa ký hợp đồng mà đã lên tiếng như thế gây ảnh hưởng đến tên tuổi hình ảnh của Nam Em. Cụ thể, chia sẻ với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai kiêm quản lý của Nam Em cho biết giữa Nam Em và đơn vị này chưa ký kết hợp đồng. Vì thế, bạn trai Nam Em cho rằng việc ban tổ chức tự ý thông báo như thế làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Nam Em. Bùi Hữu Cường cũng nói trên livestream yêu cầu phía ban tổ chức cuộc thi xin lỗi, nếu không sẽ khởi kiện.